Hà Thương xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tin tức tổng hợp được cập nhật liên tục trên New 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Các nội dung chính sẽ phát trong chương trình Blackpink trên đường đua Google, thành viên nào được tìm kiếm nhiều nhất? Choáng với đường cong quá đỉnh của Jennie khi tập Pilates. Ngắm vẻ đẹp hút hồn của Jennie trong quảng cáo rượu Soju Chum Churum mới. cây nét gay gắt yêu cầu Park Jin Young ngừng viết và sản xuất bài hát cho các nhóm nhạc nữ. Em Stacy được so sánh với Yuna nhờ khí chất ngây thơ tươi tắn. Và sau đây là nội dung chi tiết. Blackpink trên đường đua Google, thành viên nào được tìm kiếm nhiều nhất? Có rất nhiều thước đo độ nổi tiếng của một idol nào đó và thường thì netizen sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng chỉ số thương hiệu hàng tháng. Bảng xếp hạng này thống kê dựa vào nhiều chỉ số khác nhau nên rất đáng tin cậy, nhưng lại chỉ áp dụng cho riêng Hàn Quốc mà thôi. Muốn biết idol nổi tiếng mức nào với khán giả nước ngoài, cộng đồng mạng thường dựa vào các số liệu tìm kiếm trên Google. Bởi rõ ràng nghệ sĩ nào càng được tìm kiếm nhiều, chứng tỏ người đó đang rất được quan tâm chú ý. Và kết quả thống kê của Google với các thành viên Blackpink có gì thay đổi trong 5 năm qua? Năm 2016, Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé. Năm 2017, Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé. Năm 2018, Jennie, Lisa, Jisoo, Rosé. Năm 2019, Lisa, Jennie, Rosé, Jisoo. Năm 2020 Lisa Jenny Jisoo Rose. Năm 2021, Lisa Jenny Rose Jisoo. Có thể thấy trong 6 năm qua từ năm 2016, kết quả chỉ tính từ tháng 8 khi Blackpink debut, còn năm 2021 mới tính được 3 tháng đầu năm. Thứ hạng tìm kiếm của nhóm chia thành hai đội. Lisa và Jenny vững vàng ở top đầu, còn Jisoo cùng Rose chia sẻ vị trí số 3 và số 4. Đang nói hơn, Lisa luôn dẫn đầu bảng xếp hạng, chỉ có năm 2018 Jennie bứt phá giành ngôi quán quân nhờ màn debut với vai trò nghệ sĩ solo thành công rực rỡ. Bảng kết quả này cho thấy rằng Lisa cực kỳ được lòng khán giả quốc tế, ngay từ khi Blackpink mới ra mắt thì cô em út đã được tìm kiếm nhiều nhất. Thêm vào đó, netizen Trung Quốc không vào được Google, nếu không thì số lượt tìm kiếm tên Lisa còn nhiều hơn nữa bởi người hâm mộ Lisa ở đất nước tỷ dân cực kỳ đông. Blinks đang cho rằng nếu Lisa debut solo trong năm nay, cô sẽ tiếp tục là thành viên được chú ý nhất của Blackpink. Choáng với đường cong quá đỉnh của Jenny khi tập Pilates. Lisa không phải thành viên vi của Blackpink nhưng vẫn sở hữu nhan sắc, vạn người mê. Bling hẳn mê nhất ở cô gái này chính là body nuột nà, vòng nào ra vòng đấy. Ai còn nghi ngờ về vóc dáng của Jenny chỉ cần ngắm ngay ảnh tập Pilates xương xương sẽ rõ. Nhờ chế độ tập luyện khó nhằn, main rapper Blackpink ngày càng thăng hạng nhan sắc, cân được mọi kiểu trang phục. Chiều ngày 30 tháng 4, Jenny Blackpink khiến mạng xã hội dần dần cả lên chỉ với khoảnh khắc tập Pilates xương xương. Nữ thần tượng đang thực hiện hai động tác khó nhằn là trồng chuối và đu dây. Để có thể thành thục bài tập, Jenny phải mất nhiều thời gian luyện tập. Qua ảnh thì các linh trầm trồ về khả năng giữ thăng bằng của giọng ca solo. Sau những giây phút trầm trồ vì độ chuyên nghiệp của Jenny với Piles, người hâm mộ chuyển sang mắt chữ A mồm chữ O vì đường cong mà cô nàng sở hữu. Chỉ qua hai tư thế trồng chuối đu dây, Jenny phô diễn độ cong đầy quyến rũ của vòng 3, đôi chân thon và cả phần lưng mảnh mai có độ dẻo ra nhất định. Không cần phải mặc những bộ cánh đắt tiền hở hang quá nhiều, Jenny trong lúc tập Pilates xương xương đủ khiến dân tình mê mệt. Người hâm mộ tự hào khẳng định rằng Jenny đẹp một cách hoàn hảo, dù trong tình huống nào cũng toát lên khí chất riêng. Đây không phải lần đầu tiên Jenny thể hiện trình độ tập pilet cũng như khoe khéo đường cong. Nữ idol theo đuổi bộ môn này đã lâu và đây cũng chính là nền tảng để cô ngày càng ghi điểm về vóc dáng. Đáng nói hơn, những lần đăng ảnh tập pilet, Jenny đều khiến người hâm mộ một phen lo sợ vì luôn chọn các động tác khó. Tuy nhiên đây là điều hoàn toàn dễ hiểu. Với các động tác càng khó, người tập càng dễ dàng được thân hình như mong muốn. Bên cạnh đó, cơ thể Jenny vốn quen với việc vận động nhiều, đặc biệt là nhảy nên sức bền và sức dẻo dai không cần phải bàn cãi. Bảo chứng cho việc tập Pilates mang lại nhiều lợi ích cho Jenny chính là thân hình thăng hạng xuất sắc của cô. Dù chiều cao khiêm tốn nhưng nữ idol vẫn được khen ngợi vì vòng một đầy đặn, chiếc eo con kiến cùng vòng ba quyến rũ. Những lần mặc váy ngắn, áo crop top, Jenny khiến dân tình chẳng thể nào rời mắt. Cô nàng cũng chưa từng tiết lộ khuyết điểm về hình thể. Ngoại hình vóc dáng là yếu tố chí mạng giúp thần tượng có thể gây thiện cảm với công chúng từ lần ra mắt đầu tiên. Đối với Jenny, cô được công nhận là thần tượng nữ từ khi hoạt động âm nhạc đến nay, luôn chú tâm đến vẻ đẹp của chính mình, không chỉ dừng lại ở mức duy trì mà còn càng ngày càng đẹp càng đỉnh. Ngắm vẻ đẹp hút hồn của Jenny trong quảng cáo rượu Sochu Chum Churum mới Đầu năm nay, Jenny của Blackpink đã thay thế Suzy với tư cách là gương mặt đại diện cho rượu Sochu Chum Churum. Cho đến nay, Jenny đã đóng vai chính trong một vài quảng cáo, nhưng đây là lần đầu tiên có sự góp mặt của nhiều người khác. Trong quảng cáo mới này, Jenny xuất hiện với một nhóm nhỏ bạn bè cùng cười đùa và uống rượu soju. Có một vài bức ảnh chụp cận cảnh của Jenny và không ngạc nhiên khi cô ấy trông hoàn toàn tuyệt đẹp. Người hâm mộ hoàn toàn thích thú khi Jenny là gương mặt đại diện của công ty. Có vẻ như Chum Churum đã có một quyết định đúng đắn khi chọn cô làm người mẫu mới nhất của họ. Knet gây gắt yêu cầu Park Jin Jong ngừng viết và sản xuất bài hát cho các nhóm nhạc nữ. Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của JYP Entertainment, Park Jin Jong đang dấy lên làn sóng tranh cãi vì một lý do đáng ngạc nhiên. Park Jin Jong đã bắt đầu nhận được những bình luận tiêu cực trên các tài khoản mạng xã hội sau khi ca khúc mới nhất của Easy lên sóng. Trong khi Easy vừa phát hành mini album rất được mọi người mong đợi mang tên West Who, phản ứng từ người hâm mộ Hàn Quốc đã không được như dự đoán. Với những ý kiến trái chiều về ca khúc chủ đề Mafia in the Morning, người hâm mộ Easy Hàn Quốc đã bắt đầu đổ xô vào tài khoản Instagram của Park Jin Jong thể hiện sự thất vọng. Hầu hết các ý kiến đều yêu cầu người này ngừng tham gia các hoạt động sáng tác ca khúc của nhóm nhạc nữ. Những bình luận yêu cầu Park Jin Jong ngừng sản xuất bài hát không chỉ xuất hiện trên tài khoản Instagram mà còn trên các cộng đồng trực tuyến khác nhau ở Hàn Quốc. Điều này gây bất ngờ vì những lời khen ngợi trước đó mà Park Jin Jong đã nhận được về khả năng sáng tác và sản xuất bài hát. Ông chủ của JYP là chủ nhân của các bài hát nổi tiếng, chẳng hạn như là Bad Girl Good Girl của Miss A, 25 Hour của Sunmi, Very 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 của IOI, More and More của Twice, vân vân. Khả năng sáng tạo bài hát và kỹ năng biên đạo của Park Jin Jong đã được coi là lý do đằng sau thành công của nhóm. Các yêu cầu của Knet cho việc ngừng tham gia vào sản xuất trong an môn mới nhất của easy có thể coi là lần đầu tiên Park Jin Jong nhận được trong sự nghiệp 28 năm của mình. Mặc dù người sáng lập JYP đã từng là trung tâm của những phản ứng dữ dội và chỉ trích trước đây, nhưng khả năng sáng tác và sản xuất bài hát của anh ấy hầu như luôn không bị ảnh hưởng. Trong khi người hâm mộ Hàn Quốc không mấy ấn tượng với ca khúc trở lại của Izzy, thì người hâm mộ quốc tế lại bày tỏ sự yêu thích với giai điệu sôi động. Izzy cũng càn quét top trending Twitter toàn thế giới, báo hiệu sự trở lại thành công. Em Út Stacy được so sánh với Juna nhờ khí chất ngây thơ, tươi tắn. Một chủ đề về G, Stacy nhận được sự quan tâm của người dùng mạng Hàn Quốc. Netizen thảo luận topic liệu G có giống Juna hay không. Trên Panet, theo Kenneth, G và Juna vốn có đường nét ngoại hình khác nhau, nhưng hình ảnh của hai nữ idol lại gợi lên dung cảm giống nhau một cách khó hiểu. Hình ảnh thời mới debut của Juna mang đến vẻ đẹp thanh thuần ngây thơ nhưng cũng rất tươi tắn vui vẻ. G cũng giống đàn chị ở nét đẹp trong sáng tươi vui này. Một số bình luận: Hai người này có vip giống nhau. Tôi nghĩ sự tương đồng này đến từ hình dáng khuôn mặt đặc biệt là cằm. Tôi chưa bao giờ thực sự thấy G giống với sao nữ nào, nhưng nếu đưa những bức ảnh này thì công nhận là hơi giống Juna thật. Có vẻ như Ji là sự kết hợp gương mặt giữa Junna và Rose. Đúng là họ không quá giống nhau nhưng lại có chung vẻ đẹp thanh tú tương tự. Tôi thấy có một chút pha trộn giữa Junna và Jeon Somi. Các bạn đã chú ý theo dõi tin tức tổng hợp cuối ngày của News 24h. Đừng quên chia sẻ video và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất cùng với News 24h nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.